tí cô con nãy đang qua con để cho con canh sáo đi. Nửa ký xương cặt hả? Cái em mỗi mì hả mày? Rồi 15 ngàn con mua cái gì? Thấy ổn. Thấy ổn hả? Thấy ổn mì cái xương ha. Dạ dạ. Thấy ai ổn? Thấy ổn con luôn. Thấy ổn hả chị? Xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại kênh Bật Sài Gòn và Du Lịch nhé. Tại đang mặt bên hàng heo quay Kim Mai. Nay qua đây tiếp tục quay heo và làm bánh mì giới thiệu đến cô chú bạn cùng đón xem. Ở đây là địa chỉ tại số 189 đường Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 6. Thời gian mở bán từ 6:30 sáng cho đến 18 giờ. Bây giờ đến đây là thấy Ly và bạn Thảo hai người đang làm bánh mì heo quay. Ba loại này có gì bánh mì heo quay 15 ngàn một ổ. Hôm nay đeo khẩu trang rồi. Đúng rồi, nắng quá. À nắng quá. Cho phép mình đeo khẩu trang nha. Rồi, ok. Cho phép đeo khẩu trang hết tuần này. Ừ. Đeo suốt mọi người coi coi không thấy mặt Ali đâu, bất công mọi người buồn đó. Buồn không? Có nhiều khán giả buồn đó, người ta muốn xem mặt. Sẽ có ai buồn không? Em ấy chặt cho hai. Có ai buồn thì nói nha. Hai ký lấy nạc ha. Bây giờ thịt ba đoạn 320 ngàn một ký, thịt đùi xá xíu sườn non 300 ngàn. Bánh mì nhiêu ổ vậy? 15 ngàn. Cái này không phải bánh mì thịt, bánh mì thịt đó 15 ngàn một ổ. Sẵn là chất quá trời heo. Cái này là 700 ngàn. 640, còn 60 là 4 ổ đó. Rồi, cầm tiền, cầm tiền, cầm tiền. Chặt cái đó cần phải thẳng trong. Chặt vào muốn nguyên một miếng chặt. Dạ dạ. Cái gì rồi? Cái rồi. Cái gì rồi? Cây thì dễ. Lên đồ là một chị gói giùm em nha. Nửa ký chặt ha. Ờ. Lục lên đi, nó bị rớt.
theo quay đây buổi sáng rất đông khách nha cả nhà. Năm sáu anh ơi, được đi. Không bánh bao nhiêu? Ba trăm gram đường non nữa. Ba lạng sườn chặt không? Chặt luôn. Chặt luôn ha. Cho em chưa có tôi.
lấy hai ổ, hai ổ về một ổ không lấy da cũng như chú. 200 cái xíu. 200 gram hả? Dạ. 300 ba loại. Để chung rồi để riêng. Chung vô đi. Làm dấu giùm ba. Bánh mì. Bánh mì là đây là bánh mì không chú? Lấy ổ. Bốn ổ thì không có nào. Chứ lấy ổ. Bánh mì thịt nữa đúng không? Cho con đây 15.000. Giờ lên rồi, cái nào lên quá trời. Hết luôn rồi đó. Nó nằm cái đồ á, nó hay để dưới đó. Đi chất lên đó thì nó ký chặt mấy ký ơi ly ký 8 à. Đó, ký 8 chặt theo quay giòn nha, rộp rộp có bánh mì nè. Dạ bánh mì chờ anh tí cô, con nãy đang qua cho con cơm sáo đi. ngàn một ký. Ờ, đang quay phim hả? Dạ.
rồi, tiền rồi. Lấy cho nửa ký này đi. Nửa ký chặt không chị? Chặt. Đó là ba đội nè. Dạ, ba đội lấy bên nào đi chị? Lấy bên đây. Hai ổ 30. Bây giờ làm quá
trời khác đến đây là sẵn có rồi đó. Dây dây đúng không? Đúng rồi. Rồi.
chị. Rồi, hai cái này chỉ gì hả luôn? Có dao. Dạ dao em chưa có. Hai miếng á, chỉ dây hả? 101 đi anh ơi. Cái này nổ nhiêu vậy em? Dạ 15. Sao chị hai ổ? Cái này là 2 ký 3 hả chị? Dạ chặt dây cho chị. Có 10 nghìn giùm em nha. Dạ, 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 qua đây lấy là cô ơi. Giờ để đây lấy tập cái này 100 10 nghìn, 10 nghìn. Cho con rửa cho cô. Rồi. Rồi, 50 em quay chặt nhỏ rồi xe. 700 rồi gì, áo em muốn gì? 100 ngàn, thì ba gửi 100 ngàn chặt không? Dạ 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 dạ. Nè, đây chờ chở là chỉ này nè, đúng không? 350 chị. Đó, sau đây mình xin kết thúc video. Cảm ơn cô chú bạn rất nhiều nhé.